Bây giờ chúng ta sẽ đi coi vườn thú nha cả nhà. Chúng ta sẽ vào vườn thú nha cả nhà. Ủa, hình như thế này. Anh. Ủa anh, cái này có đi qua bên đền thờ không anh? Về đền thờ. Nếu mà mình vô đây phải không mua vé đâu không anh? Đền thờ cho điểm đầu sao để em cứu. Hồi nãy em không biết em tưởng đâu. Tính là đi ngang xe coi. Em tính là đi đi ra rồi ghé luôn. Chúc buổi sáng may mắn. Ok. Nhớ có tiền nha. Ủa anh ở đây một vé vô là bao nhiêu anh? 100 ngàn. À. Vậy đó rẻ hơn bên biển 150. Chơi phố đi bộ ở đây đó, đó là phố đi bộ cả nhà. Tới là cảm ơn anh nha. Rồi mới sẽ đi vào của đền thờ nữa nha.
Hồi nãy Văn Quý tính đi vào khu biển thì thôi, vậy Văn Quý sẽ đi vòng với ra khu đền thờ, tham quan khu đền thờ đi. Tại vì hôm bữa khu đền thờ là Văn Quý đi chưa có hết, đi mới có phần nữa à. Đây có chiếc xe ngựa cả nhà, xe ngựa cổ. Đẹp quá. À, chiếc xe này chúng ta xe gỗ cả nhà. À, Văn Quý sẽ đi vào khu đền thờ với cả nhà. Đây có cục có khách người ta đến tham quan đền thờ này. Đây có tượng con rồng nè. Rồng là con vật đứng đầu trong tứ linh là với Long Lăng Quy Phụng, thì biểu tượng của sự uy nghiêm và oai hùng của các bậc vua chúa ngày xưa cũng rất là sử dụng cái hình ảnh con rồng để mà nói lên cái sự oai hùng của mình. Đấy. Chú rồng rất là to. Đại Nam Văn Hiến du lịch cho cả nhà. Văn Quý sẽ tiến vào đền thờ cả nhà. Hôm bữa Văn Quý là có review một cái clip ở bên đền thờ đó, là phía bên đền thờ lớn đó, nhưng mà hôm bữa Văn Quý đi chưa có qua, mới qua cầu thì Văn Quý quay trở lại rồi, đi mới có nửa đoạn đường à. Thì hôm nay Văn Quý sẽ đi vào trong nha, đi tiến vào phía bên kia, quay cho nó hay hết cái cảnh của đền thờ luôn. Đấy. Bây giờ Văn Quý sẽ đi qua cầu. Thì đền thờ rất là lớn, nó đẹp cả nhà, không thấy phía bên kia cả nhà, đấy như giống như những cung điện vậy đó, nó đẹp. Mà hôm bữa Văn Quý quay cái clip kia thì trời mưa trời mưa rất là lớn cả nhà, hôm nay trời nắng này. Giờ mình Văn Quý thấy cảnh ở đây hiểu rất là hữu tình, con nước hữu tình rất là đẹp. Ê, rất là nhiều dừa, trồng rất là nhiều dừa đó nha. Dừa có trái nữa, rất là nhiều trái luôn á. Đây của người ta, trái này hả, mà nếu mà có thể chặt xuống mà bán được luôn á nha. Rất là nhiều trái dừa luôn á. Dừa xanh, dừa lửa. Ai có tượng Phật Di Lặc rất là to, đẹp đó nha. Đây cả nhà ơi, tượng Phật Di Lặc rất là đẹp nha. Đẹp quá. Đẹp quá cả nhà ơi. Ở đây có những cô chú công nhân làm công trình ở đây nè. Đẹp quá. Đây chúng ta thấy tham quan trải nghiệm chụp ảnh ở đây được, đẹp nha. Rất là đẹp luôn á. Đền thờ rất là lớn, rất đẹp nữa nè. Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến. À đây là mấy chú Hợi chụp hình, chụp ảnh lưu niệm cả nhà. Đấy, rất là đẹp. Phía ở trong kia, phía ở trong là tượng cái khu điện, khu mà chính điện đó cả nhà. Là những cái bức tượng được dát vàng cả nhà. Đấy, cổ ngoài này thì không có dát vàng, nhưng mà nhìn nó giống như là giác vàng vậy đó. Ở ngoài này thì không có giác vàng, nhưng mà vẫn có một cái màu giống như là màu vàng luôn, của vàng luôn cả nhà. Buổi chiều nay hôm bữa thấy ở đây có cái mà nước á, cái mà người ta phun nước lên mà hôm nay không có cả nhà. Bên kia cũng rất là đẹp luôn, mà hơi nắng quá cả nhà ơi. Hơi nắng quá. Và bên đó thì Văn Quý chưa, hôm bữa Văn Quý chỉ đi qua cầu mà đi qua cây cầu rồi Văn Quý chưa trở lại. Đây rất là đẹp đây cả nhà. Đây khách người ta chụp ảnh nè. Còn 60 ngàn. Nhưng mà đa số thường bây giờ em thấy là người ta hay chụp bằng điện thoại. Sử dụng điện thoại, sử dụng điện thoại là chụp không à? Đó, ngày xưa hồi xưa nghe, hồi xưa lúc mà chưa điện thoại á, cái này là chụp bằng ngày không à. Hồi đó em cũng hay đi điện thoại thì chụp vẫn bình thường, dạ. Nó không đẹp bằng nó không đẹp bằng cái kỹ thuật này ha. Chuyên nghiệp thôi. Dạ đúng rồi. Mà người cái lúc đó em tưởng đâu là mấy anh là làm ở đây chứ. Em tưởng đâu là mấy anh là ra làm mấy anh là họ chụp hình ở đây. Họ chụp hình cho đây em. Dạ. Là ủa vậy là anh là coi như là anh vẫn là nhân viên luôn ha, là làm vẫn làm ở đây luôn. Em làm cho em tưởng đâu là mấy anh chụp giống như là mấy anh giống như là mình ở ngoài mình vô rồi mình chụp luôn chứ mình ở đây là có nhân viên công ty đàng hoàng chứ không có như
như mấy cái ở trong viên công viên này nay nó chụp. À đúng rồi, ở đó thì người ta tự thợ người ta tự ở đó thì người ta tự chụp luôn, còn anh đó được thuê ha. À. Công ty cũng có trả lương nhanh. À. À dạ. Nói chung mình làm cho công ty đó. Dạ, coi như là anh làm cho công ty Việt Nam á ha. À. Dạ. Em là em đến lần này là lần thứ hai rồi, và tại bữa hổm em đến đây mà buổi chiều vô đây là buổi chiều trời mưa, mưa rất là lớn. Thấy rất là lớn, cái đền thờ rất là lớn, rất đẹp luôn anh ha. Ồ, ai mà đến đây là rất là thích luôn á. Ở Suối Tiên là không bằng đây ha. Suối Tiên nó không có lớn bằng đây, dạ nhỏ hơn. À, em có đi chung gia đình này luôn hả? Dạ không, em đi có một mình. Em đi có mình. Dạ. Em gọi em rủ bạn em đi, rồi bạn em không để nói xa quá, nắng quá nó không đi. Dạ. Có cái ngày đầu tiên mà cô chú mở cửa miễn phí đó là kẹt xe ở ngoài quốc lộ quá trời luôn. Dạ. Hồi đó em nghe nói là Đại Nam mà em không biết là Đại Nam ở đâu. Em không biết là Đại Nam ở đâu á. Dạ, em không biết. Em ở dưới Cần Thơ á. Dạ, em nghe người ta nói là đi Đại Nam mà em không biết là Đại Nam ở đâu. Rồi sau này em mới tìm hiểu thì ra là ở Bình Dương. Mà lúc đó em không biết đường đi lên đây. rồi cái em từ từ rồi em search cái địa chỉ trên Google Maps á, rồi em đi theo. Dạ. Thì sao gấp khu du lịch Đại Nam hiện ra. Dạ đúng rồi, em search cái địa chỉ là nó ra rồi. Rồi cái em dò đường em đi theo. Ở trong này em rất là thích cái khung cảnh ở đây, giống như là nó vừa mình vào đây nó có cái tâm linh ở trong đây á anh. Có cái ngôi đền rất là tâm linh, rất là đẹp. Tại vì những người nào mà người ta theo đạo Phật á, giống như em cũng vậy, giống như em thì bên nhà mình đạo Phật á thì rất là tin vào những cái tâm linh ở đây. Rất là lớn luôn á, bữa em đi qua tới đây rồi em vòng trở lại rồi. Là em đi qua bên kia thấy lớn quá, khi mình đi bộ là đi không hết luôn anh. Ôi Suối Tiên là mình còn thấy đi xe đi bộ được chứ mà ở đây là không đi bộ được luôn á. Rất lớn rồi. Dạ rất là lớn, rất là đẹp luôn á. Với lại hồi đó em nghe cái danh tiếng của chú Dũng á, mẹ không biết chú Dũng là ai luôn á. Em nghe cái danh của chú là chú Dũng Lò Vôi đúng không anh? Cái em nghe những người mà làm chung á, những ông anh mà làm chung á, ông nói mà em cũng không biết là ai. Em sau này em từ từ mấy năm sau rồi em mới biết được á. Dạ đúng rồi, em mới biết chú Dũng. Em nói ủa chú Dũng là ai ta? Rồi sau này em biết ai ra là cái khu du lịch của chú vậy. Thì thường là sẽ ở đông nhất là ngày thứ bảy chủ nhật anh ha. Đúng rồi. Dạ, thứ bảy chủ nhật. Lễ lọc này kia. À đúng rồi, lễ mấy ngày lễ gì Tết luôn anh ha. Ừ. Lễ Tết rồi đó. Cái chuông to. Cái khu ở bên đó là mình cũng có thể đi lên đó tham quan được phải không anh? Thì tổng thể mình đi vô đó. À nhưng mà không ý em là mình đi lên trên cái chỗ cái tượng Phật đó lên đó là cũng được. Bình thường. Dạ dạ. Làm cho để mình tham quan mà. Dạ, em bữa em thấy có hàng rào cái em tự đâu là không lên được. Đi trong đó có đường đi đó. Dạ, vậy là mình có thể đi nó được ha. Dạ. Ôi, cảm ơn anh nha anh. Rồi, dạ. Anh thợ chụp hình rất là cũng rất là thân thiện, ảnh cũng đã chia sẻ cho quý. Chia sẻ một cái vài cái thông tin về Đại Nam. Thì quý sẽ đi qua đây, ở đây có tượng Phúc Lộc Thọ, cả nhà rất là lớn, đẹp luôn á. Đây, tượng Phúc Lộc Thọ nè cả nhà. Đấy, mà đây là tượng của ba vị mà Phúc Lộc Thọ, tượng trưng cho mà những cái vì trong cuộc sống chúng ta là có Phúc, có Lộc và có Thọ. Đấy. Rồi cả nhà ơi, dân quý sẽ tiến qua bên đó có tượng Phật Mẹ Quan Âm. Đây có những con kỳ lân rất là to. Đây. Kỳ lân này chúng ta có thể trưng trước cửa nè cả nhà, giống như là những con kỳ lân này là sẽ xua đuổi được những cái mà những cái mà tà khí hoặc là những cái gì đó không may mắn trước cửa. Thì chương hai cái con này trước cửa nó sẽ rất là may mắn cho gia chủ cả nhà. Đây cả nhà ơi, dân yếu cái gian bên đây nè, nhiều cây dừa luôn á.
tiếp tục Dân Quý sẽ đi vào bên đây. Đẹp quá cả nhà ơi. Thì Dân Quý sẽ đi lên đây nha, lên đây là có tượng tượng Mẹ Quan Âm này. Rộng quá. Cái hồ nước đó nha. Bên kia có hồ cá đẹp cả nhà, hồ cá gì. Dân Quý chắc nghĩ cá rô phi hay cái gì á, rất là nhiều cá luôn á. Đây, có ghế trong cho chúng ta ngồi nghỉ chân nữa nè. Đó. Ghế màu cam. Wow, bên đây cũng có một chú rồng rất là to. Đây, đây những ai mà có thuộc cung mệnh là tuổi con rồng á, thì người ta sẽ rất là, nói chung là người tuổi rồng thì người ta cũng có nhiều cái rất là may mắn và thịnh vượng trong cuộc sống. Đấy, như Dân Quý này, cả nhà Dân Quý cũng quý tuổi, cũng tuổi con rồng cả nhà. Đây cả nhà ơi, Dân Quý đã đến đây rồi, tượng Mẹ Quan Âm nha cả nhà. Rất là đẹp luôn cả nhà. Đấy, Dân Quý đứng trước Mẹ Quan Âm, Dân Quý cầu chúc cho mọi người, mọi nhà được thật nhiều sức khỏe, được bình an trong cuộc sống và được an khang thịnh vượng để mà hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Được Mẹ Quan Âm che chở và Mẹ Quan Âm sẽ ban sức khỏe và ban những cái may mắn đến cho mọi người trong cuộc sống này. Cảm ơn Mẹ Quan Âm. Dân Quý cũng rất là thích đi chùa, gặp lại Phật Quan Âm, rồi lại Phật Thích Ca. Vì Dân Quý cũng là một người con ở bên đạo Phật, cũng gia đình Dân Quý cũng theo đạo Phật, nên là Dân Quý cũng rất là tin tưởng vào cái tín ngưỡng của bên dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì truyền thống dân tộc thì từ ngàn xưa đến giờ thì đạo Phật là đi sâu vào trong cái mà tâm trí của con người Việt Nam và trong tim mỗi người chúng ta. Thì Phật Pháp là lúc nào cũng là vô biên, Mẹ Quan Âm thì lúc nào cũng cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh, thì được thoát khỏi những cái mà tai kiếp và đến với cuộc sống có những sẽ và người sẽ ban những cái phước lành cho chúng sanh. Cảm ơn Mẹ Quan Âm rất là nhiều ạ. A Di Đà Phật. Đứng ở đây thì không khí nó rất là trang nghiêm và rất là tâm linh như cả nhà. Thì xung quanh trời đất bao la, thì đứng giữa thì có Mẹ Quan Âm. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là những cái mà trong cuộc sống thì những cái gì đó nó sân si hay là những điều không tốt đẹp chúng ta có thể bỏ qua hết để mà hướng đến những cái mà hướng thiện, rồi hướng đến những cái chân thiện mỹ hóa trong cuộc sống như cả nhà. Dân Quý sẽ di chuyển vào bên đây. Bên đây cũng có một ở đây Dân Quý thấy là đến ba bức tượng Quan Âm luôn cả nhà, ba tượng Mẹ Quan Âm luôn á. Đây, rất là đẹp như cả nhà, tượng Mẹ Quan Âm chiếu hào quang rất là đẹp. Đây, cả nhà có thể nhìn thấy rằng là Mẹ Quan Âm giống như là đang nhìn chúng ta để mà siêu độ và dạy cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh nha cả nhà. Tượng Mẹ Quan Âm rất là đẹp, rất cao, rất là đẹp. A Di Đà Phật. Những bức tượng này được làm ra bởi những cái nghệ nhân, người ta đã thổi hồn vào bức tượng và người ta đã dùng hết những cái mà tâm huyết và trái tim của họ để mà tạo lên một bức tượng rất là sống động như là người thật. Đấy, cho nên là nếu mà chúng ta trong cái những nghệ nhân mà ai mà theo nghề làm tượng Phật ở cả nhà, thì người ta phải có cái tâm và có cái lòng hướng thiện mà chúng ta mới tạc lên những cái bức tượng Phật đẹp như thế này đó cả nhà. Đấy, bức tượng rất là sống động như là Mẹ Quan Âm đang đứng nhìn chúng ta, là muốn nói với chúng ta thì những điều là mẹ sẽ cứu khổ cứu nạn và ban phước lành cho chúng ta để cứu khổ chúng sanh qua những cái tai kiếp.
thì Trâm Quý đến đây cũng để chia sẻ cho cả nhà xem biết được là một địa điểm tâm linh rất là nổi tiếng ở khu vực Đại Nam này. Cảm ơn mẹ Quan Âm, A Di Đà Phật. Rồi Trâm Quý sẽ di chuyển tiếp qua bên đây nha. Bên đây là bên đây cũng có một bức tượng Quan Âm nè. Trâm Quý thấy ở đây có tới ba tượng mẹ Quan Âm nha. Đây có nhang đèn sẵn ở nhà, chúng ta có thể đến đây để mà thắp hương cho mẹ Quan Âm. Đây rất là đẹp, tượng rất là đẹp với cả nhà. A Di Đà Phật. Còn phía xa bên kia Trâm Quý thấy cũng có những cái giống như là, nhưng mà không biết là những cái khu bên đó có đi qua được không nữa. Bây giờ là bắt đầu nắng rồi cả nhà. Bây giờ Trâm Quý đứng ở đây gần khoảng 9 giờ rồi đó, 9 giờ sáng. Rồi Trâm Quý sẽ di chuyển qua đây nha. Rồi qua đây. Qua bên chú rồng to này. À bên kia có tượng Lạc Long Quân với mẹ Âu Cơ nữa cả nhà. Rồi cả nhà ơi, Trâm Quý xin kết thúc video tại đây nha. Chúc cả nhà một ngày buổi sáng thật là vui vẻ và an lành. Đấy.